Xin chào anh em là Hưng. Và hôm nay thì như chuyên mục của video này, em sẽ lên tay cho anh em một mẫu đồng hồ của thương hiệu Mông Bạch Lăng. Đây là một chiếc đồng hồ mà em muốn review cho anh em, với cái mô mặt của chiếc này rất là đẹp. Và đi kèm với chiếc này, chúng ta sẽ có một cái hộp vuông khá là nhỏ và dán của Mông Bạch Lăng. Cùng với đó sẽ là có trên cái hộp này chúng ta sẽ có biểu tượng logo của Mông Bạch Lăng. Bây giờ em sẽ mở cái hộp này ra và giới thiệu đến với anh em chiếc sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu. Thì chiếc Mông Blanc mà hôm nay em muốn giới thiệu với chúng ta thì nó sẽ có một cái mặt đài mà màu xanh trải tia săn bớt rất là đẹp. Khi với cái mặt này chúng ta đi ra ngoài nắng và có những nơi mà có ánh sáng chiếu vào thì nhìn với cái mông mặt này rất là mê. Thì bây giờ em sẽ kỹ hơn về cái mặt này của chúng ta. Thì ở đây ở lòng cái mặt đầu này chúng ta sẽ có cái lòng ngoài cùng là các vạch kẻ chia phút này. Tiếp đến là chúng ta sẽ có các cọc số được dập nổi bằng thép rất là sáng bóng ở đây. Cùng với đó là bộ kim hình mũi nhọn rất là đẹp và rất là khỏe khoắn. Đó, rất là thanh lịch. Với cái chiếc này chúng ta sẽ có hai bộ lịch. Đây đế bộ lịch thứ ở đây sẽ là trên góc 12 giờ và bộ lịch ngày ở trên góc 3 giờ. Cùng với đó là trên góc 12 giờ, gần sát 12 giờ chúng ta sẽ có tên thương hiệu Mông Blanc ở đây. Đó. Rất là đẹp. Tổng thể qua chiếc này thì rất là đẹp và sang trọng và thanh lịch. Rất là phù hợp với những anh em nào công sở văn phòng. Chiếc này nó sẽ có cái size mặt là 38 mm, thì đối với cổ tay của anh em thì sẽ tầm 15 cm đổ lên là chiếc này rất là đẹp rồi. Đó. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có cái bộ thân cây của chúng ta sẽ được làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng rất là đẹp. Đó, anh em thấy nó đánh bóng rất là đẹp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái phần núm của chúng ta. Đúng là chúng ta sẽ có các khía xung quanh tạo độ ma sát cho anh em. Trên cái núm này chúng ta cũng sẽ có được triển khắc logo của thương hiệu Mông Bạch Lăng. Núm này của chúng ta sẽ là núm rút thôi. Cũng như bất kỳ một chiếc đồng hồ núm rút thì chúng ta sẽ có hai nấc chỉnh. Nấc đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh để chỉnh hai ô lịch này. Còn nấc ngoài cùng chúng ta sẽ là chỉnh bộ giờ. Đó. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một bộ dây da rất là đẹp, bộ dây da cá sấu được làm từ hãng này. Đó. Và bộ dây da này chúng ta cũng sẽ có màu xanh ở đây để cho với đầu bộ với màu mặt của chúng ta. Đó. Bộ dây này thì của chúng ta thì rất là chất lượng. Rất là đẹp. Kèm với nó thì chúng ta sẽ có bộ khóa xiên này của chúng ta cũng rất là đẹp này, rất là thanh lịch, cũng được bằng làm bằng thép không gỉ thôi. Trên đó thì chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu Mông Bạch Lăng ở đây. Đó, phần đáy của chúng ta thì điểm qua phần đáy đi. Ở đây chúng ta sẽ có một bộ máy cơ học, là trước này chúng ta sẽ sử dụng bộ máy MB 2416 này với 26 chân kính. Tần số dao động của chiếc này sẽ là 28.800 và chiếc này của chúng ta sẽ có độ tích cost là 38 giờ. Thêm vào đó thì chiếc này của chúng ta thì sẽ có chứng nhận là chronometer khi trải qua 500 giờ tích cost nghiêm ngặt của hãng thì bộ máy này của chúng ta chạy rất là bền bỉ chính xác với độ sai số cho phép là dưới 5 giây một ngày thôi. Đó, rất là đẹp. Và một bộ máy rất là hoàn chỉnh. Xung quanh đây chúng ta sẽ có các thông số khác như số series hay tên Mông Bạch Lăng thương hiệu ở đây. Độ chịu nước là 30 m thì giúp cho anh em đi mưa nhỏ và rửa tay rất là nhẹ nhàng. Và thêm các thông số như là thuộc bộ sưu tập Heritage, chronometer ở đây. Đó. Đây là một chiếc Mông Bạch Lăng mà em đánh giá là hoàn toàn xứng đáng để có trong bộ sưu tập của anh em. Với từng chi tiết có độ hoàn thiện rất là tỉ mỉ và tinh tế và rất là thanh lịch, trẻ trung. Đó, một cái màu mặt xanh này
không bao giờ hết hot cả mà rất là được nhiều anh em thích. Hiện tại thì chiếc này của em đang có sẵn ở Hà Nội, nếu như anh em quan tâm đến chiếc này thì có thể qua trực tiếp shop em để lên tay, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em, inbox cho em để em tư vấn trực tiếp cho anh em. Đó, em xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.